cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, tên tay anh Khoa là nguyên một cái rổ gọi là lòng nha, đồ lòng trong bộ phận mé trong của con heo. Thì hôm nay bữa sáng hôm nay hai vợ chồng mình sẽ nấu cháo lòng ăn sáng nha cả nhà. Với một rổ lòng như thế này thì có những gì đây em? Ở trong đây thì mình mua được là phèo non nè, dầu trường, tim, gan, rồi thêm xương cho ngọt nước, với cả chẳng dừng hả? Cái thịt đó gọi là chẳng dừng nha. Bây giờ mình sẽ đem cái số lòng này, mình đem mình luộc sơ qua, mình trụng sơ qua nước sôi, mình bỏ cái nước dơ đi, xong rồi mình sẽ bắt đầu mình nấu nha cả nhà. Bây nấu giờ cháo ăn sáng rồi cả nhà ơi, nó bụng rồi. Thôi không chần chờ nữa, bây giờ mời cả nhà mình vào bếp với hai vợ chồng mình nha. Nước của mình bắt cũng đã sôi lắm rồi, bây giờ anh Khoan sẽ bỏ vô một ít muối và thêm vô một xíu gừng, vài lát gừng để mình trụng cho nó không có bị tanh. Đầu tiên là mình sẽ cho phèo non vô, trụng qua trụng lại, rồi gan. Đây anh Khoa anh đã bỏ vô hết luôn rồi. Nãy mình quay anh bỏ vô, ai về nhìn lại không có bấm quay. Trường hợp này bị hoài luôn á. Lỗi kỹ thuật. Bây giờ mình sẽ trụng sơ qua, xong rồi vớt ra. Được chưa anh? Vớt ra được chưa? Rồi bây giờ anh Khoa anh sẽ vớt hết ra. Cái này mình bỏ vô trước, mình vớt ra trước. Đó, cái dồi trường trước. Cái phèo non trước. Ồ. Cố lên. Anh gấp anh sợ nó. Bỏ qua cái rổ. Đó, bỏ ngược lại cái rổ hồi nãy. Đây là phèo non nè. Wow, mình trụng thấy nó săn lên á anh. Nhìn rồi nó đầy gỗ luôn rồi. Sao nó bao nhiêu quá lại rồi. Rồi giờ mình vớt hết ra luôn nha. Rồi mình bắt nước lên để mình nấu cháo. Mình đã bắt nước sôi lại nè. Trong đây mình cũng có bỏ gừng với một ít muối. Giờ mình sẽ bỏ vô mình luộc. Cái này là mình nấu cháo luôn rồi nha. Bây giờ mình nấu nó có bọt nữa thì mình vớt. Cho vô đầy nồi luôn. Cuối cùng là cho cái phèo vô. Cái phèo nãy mình mới luộc sơ mà nó to lên anh. Như nó nở ra vậy. Nó bị phình ra hả? Ừ. Rồi mình sẽ nấu một xíu thì mình mới nêm nha. Luộc cuối cùng thì cũng đã chín rồi nè. Mình luộc rất là lâu luôn rồi. Bây giờ đầu tiên thì anh Phan sẽ vớt cái phèo ra. Ủa phèo nó căng lên nhìn đã quá anh. Chút xíu là nó nguội. Wow. Rồi mình sẽ cho vào một cái mâm nha. Mình để đây đi. Đừng hồi nó nguội mình cắt sao. Nồi quá trời luôn. Rồi. Wow, cái vòi trường đã chưa? Siêu đã luôn. Đó, cái dồi trường với cái phèo để gần nhìn cũng giống giống ha. Ừ, hai cái nó tựa tựa nhau. Rồi, giờ mình sẽ vớt ra hết, xong rồi mình sẽ cho gạo vô. Thịt mình vớt ra xong hết rồi, giờ mình sẽ cho gạo vô. Gạo này nãy mình đã rang sẵn rồi nè. Lấy nước tráng. Hôm nay mình nấu cái bếp củi của cha, đột nhập bếp củi của cha. Bếp củi cha Hường hắn nước màu. Cái bếp cha thơm lắm. Thơm mùi nước màu, nước dừa. Nồi cháo của mình bỏ gạo vô nãy giờ nó cũng sắp được, sắp nhuyễn rồi. Sắp nhừ rồi, giờ mình sẽ cho nấm rơm vô. Nấm rơm tắn tươi luôn, nấm rơm này ngon quá. Rồi bây giờ sẽ nêm vô. Vô đây là một muỗng đường, một muỗng bột nêm với lại nửa muỗng bột ngọt nha. Cho hết vô, hôm nay mình sẽ cho chồng mình làm đầu bếp. Mình sẽ trổ tài nấu nướng. Những tay nấm này nhìn giống những hạt trân châu quá. Đẹp quá nè, nấm nó đang ngon ghê. Quậy lên quậy lên, quậy cho nấm nó chín nữa. Trong thời gian nấm nó chín là gạo của mình nó cũng nở ra được thêm một chút nữa nha. Nãy trong đây á, khi mà mình luộc thịt thì mình đã bỏ muối rồi, cho nên giờ mình bỏ bột nêm, đường, bột ngọt thôi. Mình không có bỏ muối nữa. Nó cũng thơm thơm đó anh. Thơm rồi đó, xíu mình bỏ hành lá, hành phi vô. Nồi cháo của mình cũng đã được rồi nè, nấm rơm đã chín và gạo cũng đã nở hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho một ít gốc hành và gốc của ngò rí vào. Wow, thơm lắm anh ơi. Hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà mình, cháo của mình cháo lòng nhưng mà mình làm cháo trắng nha cả nhà. Mình không có hít huyết cho nên là mình không có mua huyết và mình cũng không có sử dụng huyết. Mình bỏ vô cho nó ra cái màu luôn. Bây giờ thì ăn thôi anh ơi. Chúng ta tô nha em. Ok. Đây mình đã chuẩn bị sẵn hai tô để anh Khoa anh múc cháo vô.
mình có cho giá hẹ với một xíu ngò gí vô sẵn, chừng nóng nha anh. Múc từ từ. Nồi cháo siêu đậm đặc luôn. Em thích ăn cháo đặc hay là ăn... Em thích ăn cháo lạ đặc. Đó là cái này cho anh trước đi, anh thì thích ăn cháo lỏng. Ok. Tại vì anh phải ăn thêm bánh hỏi chứ gì. Đúng rồi. Thêm đi anh, cho đầy tô nha. Mình sẽ một hồi thịt thì ai ăn lấy để nha. Có một tô này đã đời luôn. Chắc thì miếng cái. Trời ơi. Rồi. Ôi anh ăn xong cái tô này là anh đi ngủ ngon luôn á anh. Đây, gắt thêm gì vô. Hồi mình ăn rồi mình bỏ tiêu, bỏ hành lên. Phi rồi lên nữa nha. Tô của em múc cho đặc đặc nha. Mình múc dưới đáy cho nó đặc. Siêu đặc cho em mình luôn. Mình thì mình khoái ăn đặc à, mình không có khoái ăn lỏng. Miếng gừng để cho nó thơm. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi anh múc đi. Em vô em chuẩn bị đây. Rồi. Wow, tô cháo anh múc cho mình siêu đậm đặc luôn rồi. Nấm rơm ít ra anh ơi. Được rồi. Wow. Thêm một miếng nữa thôi. Ok. A few moments later. Và đây cả nhà ơi. Hai tô cháo mình để rau vô tước cho nó héo xuống nè. Hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Wow. Hai tô này phê luôn á. Ăn một buổi sáng thật là hoành tráng đấy em. Mình không có để thịt vô trước. Cho hai vợ chồng ai ăn gì lấy nấy. Đây, cho em cái này. Hành, một ít hành thôi. Chưa một ít. Hành ngò gí. Các em có đó nhiều nhiều á. Này là hành phi nha cả nhà. Mình mới vừa phi xong luôn. Tự phi luôn, thơm lừng. Thì nữa không? Thôi được rồi. Mình là mình phái ở nhà phi thôi. Dạ, mình thì rất thích ăn hành phi. Món đúng gì quá. Cũng có thể ăn hành phi được hết. Tùy món chứ anh. Wow, tô cháo siêu đậm đặc luôn nè cả nhà. Wow. Nóng nha em. Cho cái này vô không? Anh ăn đi. Thôi, để ngoài chấm nước mắm à. À. Anh khoái để ngoài chấm nước mắm. Đây thì mình có nước mắm siêu cay. Nước mắm ớt. Nước mắm ớt nha. Nói chung là nó chơi chứ siêu cay chứ nước mắm ớt không à. Đó, ở chỗ. Mà cả nhà nha, đói dữ lắm, đói luôn rồi. Đây, mà cả nhà cùng ăn cháo hay cho mình. À quên nữa, mình có chừa, mình sắt ở đây là mình lấy một phần hai vợ chồng ăn thôi. Còn một phần mình đã để dành ở trong nhà cho cha với mẹ mình rồi. Ngon quá, ai nấu mà ngon quá vậy ta. Ai nấu đó. Đây, cái này thì mình rất là thích, vô trường. Mình rủ cha mẹ mình quay mà cha mẹ mình ngại. Lúc nào cha mẹ cũng ngại lâu lâu lắm rồi cha mẹ mới lên một lần. Năn nỉ dữ lắm luôn hả? Một đèn của em vẫn chưa hết à. Thật sự mình nói là bị nó đèn ăn không nói nhiều thấy ngon á. Ăn cho no thôi phải không? Ăn no thôi. Mình rất là khoái ăn cho no. Đây cả nhà có bánh hỏi mình ăn kèm nha. Bánh hỏi là cái này mang từ Vĩnh Long về. Mắc cười á. Ở Bến Tre ăn không có ai ăn cháo bánh hỏi hết. Lại. Mẹ mình thấy anh ăn với bánh hỏi mẹ anh nói đó giờ đâu thấy ai ăn bánh hỏi đâu. Bánh hỏi này ngon. Bánh hỏi này đúng ý với anh này nè. Ngọt ngọt phải không? Bánh hỏi này có gia vị không? Anh là thích ăn bánh hỏi này nè. Một tóc dài nữa kìa. Để em đi bán tóc em. Tóc anh nào có mua không? Cái gì cũng mua. Gần cây dưới đây người ta mua luôn. Cái à bánh hỏi này thèm cái món kia nữa quá. Cái gì? Sao quay quá. Nói chứ bánh hỏi heo quay dễ ăn. Thêm bữa ăn no nê luôn, bữa nay vẫn thèm nữa. Ngon lắm. Nên vừa ăn. Hai vợ chồng mình nấu định ăn sáng buổi cùng ăn một ngày luôn cả nhà. Cháo á là nói chung là mình thì nó cháo lòng á, mua ngoài tiệm là người ta có bổ huyết hậu vô cho nên cái màu nó đen đen. Còn mình á, mình ở nhà mình hay nấu là mình nấu cháo trắng à.
Với lại hai vợ chồng mình không thích ăn quýt. Anh cũng biết ăn quýt đó. Ở nhà cũng biết ăn quýt nữa rồi mình không có mua quýt luôn. Hai vợ chồng mình ăn thích cái gì là mua cái đó và nấu ăn thôi, chứ không có làm theo sách vở hả? Làm theo bài bản hả? Ừ. Nói chung là cháo lòng thì miếng cái gì á trong lòng là được. Giờ mình luộc như vậy à? Sáng ra một nước. Hồi sáng có quả cật nữa anh. Ừ. Thì mà anh thì không thích ăn cái đó nên không có lấy. Mình cũng không muốn ăn cái đó luôn. Nhưng mà ăn đi ngoài tiệm là có đủ hết nha. Mỗi cái ăn hứng thứ hết à. Ruột non nó béo. Đúng chất ruột non luôn, đúng chất phèo non luôn. Mất cười lắm. Mình thì... mua, mình nói mình mua ruột non. Đúng rồi. Cái người bán cứ phải phèo non không? Mình thì mình cứ kêu rằng ruột non. Người bán thì người ta kêu bằng phèo non, phèo lỡ. Ừ. Mỗi chỗ mà người ta gọi cách gọi khác nhau. Mình kêu cứ lên mình nói ruột non, ruột lỡ, ruột già. Ăn cơm cháo này là nó tới chiều luôn á. Ăn dầm cái dĩa này hấp dẫn quá. Đây là cái gì? Chẳng dừng mà luộc lên ăn nó sực 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 sực. Chẳng dừng nó nướng ăn cũng ngon. Tóc mồ hôi chưa? Tóc mồ hôi. Mình thì mình không có ăn cái hỏi có anh Khoa ăn không? Anh Khoa ăn. Cháo này á, có người ăn kèm với bún. Ừ. Ừ, cái gì nữa, cháo quẩy gì đó. Ừ, rồi cháo quẩy hả? Rồi cháo quẩy. Ở đây thì mình ra cháo ăn với bún không à? Rồi cháo quẩy để vô béo nè. Ừ. Tính điên xong cái đó có chiên rồi á. Ừ. Anh thì lại thích bánh hỏi nè, bánh hỏi này nè. Bánh hỏi có gia vị, còn bánh hỏi mà giống như cọng bún á. Ừ. Ăn nó ngon, không có ngon lắm, không thích. Em cũng không thích bánh hỏi mà, bánh hỏi này làm ta gơ bằng máy. Ừ. Em không có thích bánh hỏi bằng tay. Nói chung là không phải là gì. Tại cái cọng nó hơi to cho nên mình không thích thôi chứ không gì hết. Tại vì nó không thích thì thôi chứ ăn cái nào cũng ăn hết. Có gì ăn nấy à. Bữa rau như vậy héo. Để ra vừa ăn ha. Ừ. Để vô dừa nó tròn. Anh gần trường nè em. Ừ. Anh ngồi anh quên. Anh với em ăn không có đụng nhau. Sao bữa nay nó đụng anh suy nghĩ. Thì nào nó không đụng nhau hả? Thì khi nó đụng hả? Ừ. Tại nay ngồi đúng bên nè. Không, tại ăn hai tay nè. Ừ. Sao anh đụng nhau cái anh nó gì cùng. Muỗng thì mình múc tay nào cũng được. Đúng không? Ừ. Muỗng thì dễ. Có cầm đũa không? Không lộn tay được. Đũa mà cầm hủ tiếu thì em cầm tay nào cũng được. Được hả? Để mì tôm cũng vậy, nói chung mấy cọng dày dày nó dễ dính là tay nào gấp cũng được hết. Anh tay trái là bó tay luôn á, không thể nào gấp được. Nói chung là như thịt đồ này mình gấp được nhưng mà kiểu như nó chậm một chút, nó hơi lâu một chút. Nhưng mà yếu nữa nha. Ừ. Tay yếu xìu. Nuôi một bộ dừa trường, một bộ phèo non mà mình cắt ra ở đây xong rồi mình còn chữa trong nhà nữa mà còn hai xanh mình chưa cắt hết nữa. Rất là nhiều lắm. Thấy nó quấn quấn vậy chứ cắt ra nhiều lắm luôn. Kéo dài là nó nhiều lắm á. Ừ, kéo dài là chắc cũng hơi bị dài dài á. Thấy ruột mà về để làm lập xưởng ha. Ừ. Thấy nó có nhúng 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 kẻ qua nó dài không. Dài lắm rồi. Nó một tô là no. Ừ, đúng béo luôn, đúng chất phèo non. Ừ. Mắc cười mình mua mình sợ còn bị lừa nữa. Hỏi mấy lần luôn. Hỏi mấy lần luôn á. Cô bán cổ nói mua phèo non thì cô bán phèo non. Mình không có biết cách phân biệt. Cũng từng đã bị lừa rồi nên rút kinh nghiệm. Mình sợ mua phèo lỡ vậy. Ăn nó đắng, ăn không được chứ không gì á. Có nhiều người thì lại thích phèo lỡ.
Nói chung là không phải là mình mất niềm tin, mà nhiều khi mình mua mình bị nhiều lần rồi. Có nhiều người chỉ cần bán được thôi, không cần biết là không cần là giữ mối hay là gì hết. Cái bán đại vậy cái về ăn nó đáng ghét, ăn không có được. Mấy chỗ đó là mình sợ thì nói cái mua nữa. Ừ. Nhớ là sáng vợ mình đi mua nấm này nè. Ngồi lửa, từng viên nhỏ nhỏ không. Nhưng mà về nấu cháo thì thích hơn. Mình thì mình khoái nấm nhỏ nhỏ vậy nè. Nhai đụng cái bụp, được. Rồi phỏng là coi chừng là phỏng dữ lắm luôn á. Ừ. Ăn tốt mà hồi luôn anh ơi. Khói ăn vào trường đi anh. Ăn chứ anh ăn quá chừng. Ăn đi em có trường trong nhà rồi. Cứ ăn đi. Nói tới cái nấm này ta làm. Hồi hồi đó nhà cha có trồng nấm này là kho nước tương. Ở đây cũng trồng nữa. Nghe tính là cũng nghề giống nhau á. Ừ. Mà một lần cha làm nhiều dữ lắm. Em đi theo cha em phụ xịt nước nữa mà. Em xịt. Vui. Em xịt cho cha dột. Đó anh có chơi cầu tuột bằng cái gom không? Có. Tuổi thơ mình nè. Cũng kêu là cái gì? Dữ dội. Dữ dội đúng không? Cái đống gom đặt cái chèo lên trên. Mà anh thích là cái độ cái dốc nghiêng mà bên không có lại nha, mà dốc đứng nha. Ừ. Đứng đó nó tuột, nó mới mạnh, đứng bên kia tuột không có đã. Gom mà gom chất cho bò ăn không? Không, là anh gom thổi trong mái ra nó suốt ra. Trời, anh chơi gom đó là nó còn xốp xốp, nó không đủ độ đâu. Gom của cha Linh về nè, cha chất thành cây phải không? Ừ. Em tèo tú có tên cái nấm á. Người tuột xuống. Cái gom nó đứng sững à. Ờ? Cái gom nó đứng như nó mất nào lắm á. Đó mình chơi vậy không á. Chơi gom mà chắc rồi đã đứng sững. Ừ, mà cho chất á hả, chất là phải bắt thang á, bắt thang lên. Ừ. Chất luôn á. Gom nó cho bò ăn xong rồi phải rút. Ừ. Thắng ăn bún nữa ha. Ừ. Tự nhiên nhắc con nhớ. Hổ lộn bánh hỏi. Bánh hỏi. Thế giờ em không, em gần nói vậy anh biết gì không? Hay vợ chồng mà. Nhiều khi nói mày mà cũng hiểu nữa. Cũng hiểu à. Em hỏi là em thích tìm một hiểm đó. Mà đó hay lưỡi hủi đi theo cha đi nhổ mạ nữa. Nhổ mạ trội cho người ta cấy. Chẳng qua là đi theo dục sình thôi. Nhưng mà nhờ vậy á tụi hơi mới biết. Nhổ mạ cũng nhanh lắm nha. Nhổ cái tay ra gãy luôn á. Tụi thơ em đâu đó. Cái giống như cả nhà tưởng tượng đi. Người ta, những người mà chuyên nghiệp á, người ta nhổ cái cục mạ người ta bó lại là nó bị lớn vậy nè. Em còn không chuyên nghiệp da vậy nè, cái cũng quấn chọi cái bạch. Cũng làm cho giống người ta. Anh hồi nhỏ anh cũng quậy dữ lắm à. Tắm xong cho chọi sình. Hai thằng chọi qua chọi lại nó để anh con mắt tụt một cái. Sưng mấy à. Ngày luôn. Sình mà lỡ lộn bụi trong đó rồi nó dính vô con mắt nè. Mấy ngày mới hết. Mẹ lao quá chừng. Chơi mà, nít mà. Chơi chơi chụp đã. Hậu quả tính sao luôn. Chơi hậu quả tính sao. Mình đảm bảo ở đây luôn. Ai từng còn nhỏ cũng vậy. Đảm bảo 100%. Chơi là phải chơi cho tới. Chơi vậy mới đã thế nư. Chơi gì vừa đâu đã. Chơi đi rồi hậu quả tính sao. Đúng rồi. Cái hành phi nó ngọt ngọt. Thử. Không, cái hành bình thường nó đang ngọt ngọt vậy mà. Anh ăn thử rồi. Ngọt không? Ngọt ngọt. Ngọt hơn phi không? Ừ. Có gì trong này hả? Hành phi bỏ muối. Hành phi bỏ mấy muối giòn. Vô. Nó giữ được độ giòn lâu. Mình mới học được cách phi hành mới. Là bỏ dầu với một ít bột bột mì vô. Bột mì đa dụng á. Mình bỏ vô xong rồi mình quậy đều với dầu ra. Xong rồi dầu nóng xong mình bỏ vô mình phi. Là nó giòn lâu. Ăn một tô tóc mồ hôi luôn. Căng vô bụng rồi sắp chung da mất rồi. Nhớ quên bỏ gan vô thêm ha. Có gan vừa. Nhiều không ngon. Của anh con nhiều à, em thích ăn giá sống à. Đúng rồi. Anh là chính. Giá sống nó thơm. Anh thử nha ăn rồi. Anh ăn nhiều mà ăn không được. Đúng rồi. Ăn được nhưng đậu. Mà cảm thấy nó không ngon à, nó là cộng đậu em cảm thấy nó thơm.
Anh thì hẻ sống anh ăn được. Đạt chưa không? À. Nấu hết nước ngọt rồi còn gì nữa đâu. Đang lòng đúng không? Đã quá. Đã quá rõ. Ăn vậy ăn này chẳng dừng ngon quá. Cái này em giòn lắm. Không, anh ơi. Anh thích ăn ruột ngon. Nhưng mà mỗi đứa một thứ bởi mấy hết rồi. Có cái gan rồi chưa đụng tới thôi. Em cũng ăn rồi. Ê, mình ăn có bỏ cho em mà đúng không? Ừ. Ăn cũng không nhớ luôn á. Wow. Tu mồ hôi hậu. Anh hồng sức hạng mồ hôi luôn. Anh nghe anh. Anh ăn rồi. Nước ớt kìa. Đừng cay. Ăn có gừng gấp à. Rồi đó anh ăn ớt không được mà không biết làm sao. Chạy gần đây ăn ớt quá trời. Từ ngày lấy mình đi ăn ớt nhiều. Ta nói mấy người ăn ớt nhiều thì mấy người hay ghen. Hồi đó không biết ghen. Nó phát hiện rồi kìa. Nhưng mà lòng. Mình thấy ảnh hồi đó anh không có biết ghen. Mà giờ anh ăn ớt xong á. Cũng vậy. Anh càng không biết hơn. Ngon quá. No cành bụng luôn. Giờ vô ngủ một giấc. Mình phải nói là cái ruột non này nó siêu béo luôn. Đúng chất luôn. Đúng chất là kiều non luôn. Em luộc em buộc nó lại. Mình luộc á, mình cột hai cái đầu của nó lại nước nó không có nằm vô được á. Chất là ngọt. Đã quá. Mấy tay nắm nó à. Nước nữa cạn chén rồi. Cạn tô rồi. Mình cũng cạn luôn rồi. Con mình ảnh ăn bánh hỏi trời ơi mình cứ quên cái tên mà dạo này làm như lãng tí dữ lắm luôn rồi đó mà quên dạo này em mau quên dữ lắm rồi anh ơi tắt cái gì trong khi chích mũi bốn để thừa quên thì nó quên chứ nó thừa hai vợ chồng ăn cái nào cũng lưng hết mà có ruột non với dầu trường nè, hào nhất đây để kéo xuống cho cả nhà xem ruột non với dầu trường là hụt nhiều nhất thôi hai vợ chồng mình ăn cũng no rồi cả nhà cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai vợ chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.